huấn luyện viên của Chelsea muốn mua thêm tiền đạo. Thừa nhận sẽ gặp rắc rối nếu không cắt giảm nhân sự, nhưng huấn luyện viên Enzo Maresca vẫn muốn mua trung phong trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2024 đóng cửa. Nếu có cơ hội, mua tiền đạo cắm có thể giúp chúng tôi và tạo ra sự khác biệt, chúng tôi sẽ nỗ lực làm điều đó. Nếu không, tôi hài lòng với đội hình hiện tại, Maresca nói ngày 23 tháng 8 trong buổi họp báo trước trận gặp Wolves ở vòng 2 ngoại hạng Anh. Nhưng, chúng tôi chỉ tuyển mộ thêm tân binh nếu nghĩ họ có thể giúp đội tiến bộ. Chia sẻ của huấn luyện viên Maresca ít nhiều gây ra tranh cãi vì hàng công Chelsea vốn đã rất chật chội. Bên cạnh Nicolas Jackson, Donny Maduket, Mikhailo Muric, Christopher Nunku, họ mới bổ sung hai tân binh đình đám Hao Felix và Pedro Neto. Chelsea được cho là đang nhắm đến Victor Osim của Napoli, còn đại diện Italy muốn đưa về Romelu Lukaku. Huấn luyện viên đương nhiệm của Napoli, Antonio Conte từng dẫn dắt Lukaku và muốn tái hợp với học trò cũ. Napoli được cho là muốn hoàn tất thương vụ Lukaku trước khi thảo luận về khả năng bán Osim. Hè này, Chelsea đã tuyển mộ trung phong khi mua Mark Rui từ Barca với mức phí 6,5 triệu đô la Mỹ, nhưng cầu thủ 18 tuổi ra mắt thất vọng với tình huống hỏng ăn khi đối diện khung thành trống trong trận Chelsea thắng Servette 2-0 ở lượt đi Playoff Conference League. Tôi rất vui. Cách cậu ấy tập luyện mỗi ngày và xứng đáng có cơ hội. Nhưng điều quan trọng nhất là vui không ghi bàn, Maresca bày tỏ. Hè này, Chelsea đã chi hơn 250 triệu đô la Mỹ để mang về 10 tân binh, khiến nhân sự đội 1 của họ vào khoảng 44 người, gần gấp đôi với mức thông thường ở các đội bóng khác. Maresca cho biết Chelsea đang cố gắng thanh lọc, trong đó hai tuyển thủ Anh là Raheem Sterling và Ben Chilwell thuộc nhóm 15 cầu thủ phải tập riêng để chờ tìm bến đỗ mới. Tôi đang làm việc với 22, 23 hoặc 21 cầu thủ, không phải với 42 cầu thủ, nếu không thì điều đó là không thể, huấn luyện viên người Italy nói. Không có huấn luyện viên nào trên thế giới có thể tập luyện với 45 cầu thủ. Điều đó là không thể. Ngoài Lukaku, Sterling và Chilwell, Chelsea còn muốn thanh lý Trevo Chalobah, Armando Broja, Donny Maduket, Kani Chuem, Kepa Arrizabalaga để thu về hơn 200 triệu đô la Mỹ, Maresca cho biết, tôi chỉ trao đổi với những cầu thủ mà tôi thích. Còn với những cầu thủ mà tôi không thích, kỳ chuyển nhượng chỉ còn khoảng 10 ngày, hy vọng chúng tôi có thể tìm ra giải pháp cho tất cả. Khi bạn tìm ra giải pháp, mọi người đều vui vẻ. Nếu không, bạn có thể đối mặt với một số vấn đề. Maresca xác nhận Robert Sanchez vẫn là thủ môn số 1. Còn tân binh Philip Jorgensen sắm vai dự bị, nhưng không ngại thay đổi. Sanchez bắt 9 trận thua Man City 0-2 ở vòng mở màn ngoại hạng Anh, còn Jorgensen ra mắt khi thắng Servette 2-0 ở lượt đi Playoff UEFA Conference League. Đây là kế hoạch vào thời điểm này, nhưng kế hoạch có thể thay đổi, ông bày tỏ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.